Muốn sống trường thọ, trồng ngay một cây hẹ, biết dùng tốt hơn nhân sâm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị thân mến, là một loại rau, đồng thời là một vị thuốc. Tuy nhiên khi nhắc đến hẹ, nhiều người vẫn chưa biết đến nhiều tác dụng của nó, mà chỉ nghĩ đơn thuần đây như một loại rau gia vị nêm vào các món ăn. Hợp chất có trong cây hẹ có khả năng chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh, đặc biệt đặc tính của hẹ cực tốt cho sức khỏe nam giới. Nếu không muốn bỏ lỡ những bài thuốc chữa bệnh cũng như những món ăn ngon tuyệt vời từ hẹ, quý vị hãy đón xem ngay sau đây nhé! Thứ nhất, tác dụng của hẹ. 1. Theo Tây y, hẹ có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất giúp bổ dưỡng cơ thể, kích thích ăn ngon miệng, bổ mắt, giúp điều trị các chứng liên quan đến sinh lý nam, chữa đau mỏi lưng gối. Hẹ có tính ấm và hàm lượng chất xơ nhiều, giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt các vấn đề về đại tràng, làm giảm đường máu do tăng tính nhạy cảm với insulin. Có chất allicin giảm mỡ máu và hạ huyết áp, dùng hỗ trợ điều trị các bệnh về bệnh mạch vành. Thích hợp cho người cần năng lượng thấp, giảm cân do chứa lượng calo năng lượng thấp. Trong hẹ có chất odorin, kháng sinh chống lại các loại vi khuẩn, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Cùng với một số các thành phần khác như lưu huỳnh và các flavonoid có tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thư dạ dày, ung thư tiền liệt tuyến, đem lại hiệu quả cao. 2. Theo Đông y, rau hẹ là ấm nhất có ích cho người nên ăn thường xuyên. Trích bản thảo thập di. Hẹ là một thức ăn vị thuốc đông y có tác dụng tốt nhất khi vào mùa xuân. Mùa chất lượng cây hẹ đạt đỉnh cao. Hẹ có tác dụng bổ thận, tráng dương, giải độc, tán huyết, cụ thể như sau. Lá hẹ có vị cay, hơi chua, tính ẩm, có mùi hăng, được dùng bổ thận, tráng dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Hạt hẹ có vị cay ngọt, tính ấm, có tác dụng cố tinh, ôn trung, trợ khí, tán huyết, trợ vị khí, điều hòa tạng phủ. Củ, rễ hẹ có vị cay, tính ấm, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ huyết, thường được dùng chữa các chứng đau tức ngực, bụng, ngứa. Đặc biệt củ hẹ trị chứng di tinh, mộng tinh, đau lưng rất tốt. Thứ hai, bài thuốc sử dụng cây hẹ. 1. Bài thuốc chữa cảm mạo, ho. Chuẩn bị 250g lá hẹ, 25g gừng tươi. Cách thực hiện: Bước 1. Rửa sạch hẹ thái khúc, gừng bỏ vỏ, thái sợi nhuyễn. Bước 2. Hấp hẹ gừng với một ít đường. Bước 3. Sau khi chín, ăn lá hẹ uống phần nước. Sử dụng bài thuốc này trong vòng 5 ngày để điều trị dứt điểm chứng ho do cảm lạnh và cảm mạo. 2. Bài thuốc bổ mắt. Chuẩn bị 150g lá hẹ, 150g gan dê. Cách thực hiện: Bước 1. Rửa sạch lá hẹ, thái khúc cho vừa ăn. Rửa sạch gan dê, thái mỏng, ướp gia vị. Bước 2. Xào gan dê với rau hẹ, xào bằng lửa lớn. Bước 3. Khi món ăn đã chín, nêm thêm ít gia vị cho vừa ăn bày ra đĩa. Ăn món gan dê xào rau hẹ này với cơm trong vòng 10 ngày. Món ăn giúp mắt khỏe hơn, thị lực cải thiện hơn. 3. Bài thuốc trị mụn làm đẹp da. Chuẩn bị rau hẹ tươi. Cách thực hiện: Bước 1. Rửa sạch hẹ, nghiền nát. Bước 2. Rửa sạch mặt vùng da bị mụn. Bước 3. Đắp hẹ lên mặt để khô trong vòng 30 phút. Bước 4. Rửa mặt lại với nước ấm. Thường xuyên đắp hẹ và ăn rau hẹ tươi giúp da giảm mụn rõ rệt và cải thiện tình trạng khô da. Hẹ giúp da mịn màng và hồng hào hơn. 4. Bài thuốc chữa đau lưng, mỏi gối. Chuẩn bị 100g gạo, 20g hạt hẹ. Cách thực hiện: Nấu cháo hạt tẻ với hạt hẹ. Ăn món cháo nóng này trong vòng 10 ngày, mỗi ngày ăn 2 bữa. Món ăn này giúp cải thiện chứng chán ăn, điều trị đau lưng, mỏi gối. 5. Bài thuốc giúp nhuận tràng. Chuẩn bị hạt hẹ. Cách thực hiện: Bước 1. Rửa sạch hạt hẹ để cho ráo nước. Bước 2. Rang vàng hạt hẹ trên chảo nóng, sau đó giã nhỏ. Bước 3. Hòa 5g hạt hẹ, rang vàng với nước sôi để uống. Mỗi ngày uống 3 lần, dùng trong 10 ngày. Bài thuốc này có tác dụng chữa chứng táo bón, giúp đi đại tiện dễ dàng hơn. 6. Bài thuốc hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Hàng ngày sử dụng 100g đến 200g rau hẹ nấu cháo, nấu canh hoặc xào ăn.
không dùng muối hoặc chỉ dùng một chút muối khi chế biến món ăn. 10 ngày một liệu trình, hoặc dùng củ dễ hẹ 150g, thịt sò 100g, nấu canh ăn thường xuyên, có tác dụng tốt đối với bệnh đái tháo đường đã mắc lâu ngày, cơ thể đã suy nhược. 7. Bài thuốc chữa chứng đái dầm ở trẻ em. Nấu cháo gạo 50g, dùng 25g dễ hẹ vắt lấy nước cho vào cháo đang sôi, thêm đường, ăn nóng, dùng liên tục trong 10 ngày. 8. Bài thuốc trị trĩ sưng đau và trĩ lòi dòm. Dã nát lá hẹ cho vào nước đun sôi, lấy nước này để xông trĩ, khi nước nguội thì dùng nước này để ngâm hậu môn. Hoặc bạn có thể dã nát lá hẹ để đắp vào hậu môn. Để chữa lòi dòm, bạn dã nát lá hẹ rồi trộn với một chút giấm, sau đó cho vào chảo đảo nóng rồi dùng khăn sạch để chườm lên hậu môn. Đặc biệt, ở nam giới, bài thuốc chữa xuất tinh sớm bằng lá hẹ được rất nhiều người sử dụng. Mời quý vị cùng theo dõi hướng dẫn cụ thể các bài thuốc cho từng vấn đề dưới đây. 1. Chữa xuất tinh sớm từ nước ép lá hẹ. Lá hẹ tươi. Lá hẹ tươi khoảng 500g, rửa sạch để ráo, cho lá hẹ vào máy xay cùng với ít nước lọc, xay nhuyễn, sau đó lọc lấy nước hẹ uống 2 lần trên ngày, liên tục uống trong tuần. 2. Trị thận yếu, liệt dương, di tinh, mộng tinh, đau mỏi lưng gối. Dùng 250g lá hẹ cùng với 60g nhân hồ đào xào chín bằng dầu vừng, ăn trong ngày. Dùng liên tục trong vòng 1 tháng ta sẽ thấy được hiệu quả. 3. Chữa di tinh từ hẹ và gạo nếp. Hẹ và gạo nếp mỗi thứ 100g, bỏ vào nồi, nấu nhừ, để phơi xương qua một đêm rồi ăn luôn một lúc vào bữa sáng hôm sau. 4. Thận hư, di tinh, mộng tinh. Dùng hạt hẹ ngâm giấm sau đó đem rang khô, tán bột trộn với mật. Dùng khi đói mỗi lần 5g với rượu ấm. 5. Chữa di tinh, mộng tinh nhờ hạt hẹ. Mỗi ngày dùng 20 hạt với nước muối pha loãng hoặc nấu nhừ để ăn khi đói. 6. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam. Lá hẹ khởi tử mỗi loại 20g, ngưu tất, sơn thù mỗi thứ 300g, thục địa khô 400g, ba kích, kim anh mỗi vị 500g, dâm dương hoắc 600g, con ngài tằm đực khô 1000g, đường kính 4kg. Tất cả nguyên liệu ngâm cùng 20 lít rượu, sau 1 tháng có thể dùng được. Mỗi ngày dùng 10-15ml, ngày 2 lần. Lưu ý, ngoại trừ những người có thể trạng âm suy, bốc hỏa không nên ăn nhiều hẹ, còn những người bình thường ăn hẹ rất có lợi cho sức khỏe. Quý vị thân mến, như vậy có thể thấy, hẹ là một vị thuốc quý dễ áp dụng để trị nhiều loại bệnh khác nhau. Và thông dụng hơn cả thì nó là một thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, phổ biến trong nhiều món ăn. Trong phần tiếp theo của chương trình, Sống Ăn Vui sẽ giúp bạn đưa hẹ vào thực đơn hàng ngày với những món ăn lạ miệng nhưng cực kỳ dễ làm và thơm ngon. Mời quý vị cùng tham khảo để biến hóa cho bữa cơm nhà mình thêm đa dạng bổ dưỡng. Các món ăn từ rau hẹ tốt nhất, đơn giản nhất. 1. Canh lá hẹ nấu với đậu hũ. Thông thường món canh lá hẹ nấu kèm với nguyên liệu khác như trứng hoặc đậu hũ. Sau đây là cách nấu canh hẹ với đậu hũ. Nguyên liệu: 2 cái đậu hũ, đậu phụ, 1 quả cà chua, có thể thêm thịt xay, hành khô và lá hẹ. Chế biến: thịt xay ướp qua mắm, ớt, tiêu, đậu phụ cắt miếng vừa ăn, cà chua thái nhỏ, hẹ cắt khúc phù hợp với sở thích. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bật bếp cho nồi lên phi hành thơm. Tiếp theo cho thịt vào đảo cho săn qua, cho cà chua vào đảo vừa mềm, thêm nước vào để vừa ăn, nước sôi thì thả đậu hũ vào, nêm gia vị tùy chọn. 2. Trứng rán lá hẹ. Đây là món ăn rất phổ biến và rất ngon. Thay vì bạn chiên trứng như thông thường, bây giờ bạn hãy thêm lá hẹ thành thành phần chính. Nguyên liệu: 2 quả trứng gà hoặc trứng vịt, 1 nắm lá hẹ vừa đủ theo sở thích, tiêu, mắm. Chế biến: lá hẹ rửa sạch, thái lát càng nhỏ càng tốt. Trứng đập vào bát, thêm mắm, tiêu vừa ăn, đánh nhuyễn. Cho lá hẹ vào đánh đều sủi bọt. Bật bếp, bắc chảo và đun dầu sôi lên. Sau đó cho trứng lá hẹ đã đánh nhuyễn vào. Dàn đều trứng ra chảo để nó chín đều. Bạn có thể cuộn lại hoặc lật trứng tùy thích. Ăn kèm cơm nóng là ngon nhất. 3. Cháo hẹ. Nguyên liệu: lá hẹ tươi 20g, gạo tẻ 90g, một nhúm gạo nếp nếu bạn thích, gia vị nêm. Chế biến: lá hẹ rửa sạch để ráo, sau đó cắt khúc dài 1,5cm,
gạo đem vo sạch, hầm nhuyễn. Khi được cháo nhuyễn, ta cho lá hẹ vô đun thêm vài phút, sau đó nêm nếm gia vị cho vừa ăn, ăn ngay khi còn nóng. Đây là cách chế biến món cháo hẹ đơn giản. Bạn có thể nấu món cháo yêu thích như thịt, lươn, trứng và bạn cho lá hẹ làm gia vị cũng rất tuyệt vời. 4. Giá hẹ xào huyết. Huyết chính là tiết nhé. Bạn có thể dùng tiết bò, tiết lợn đều được. Sau đây là hướng dẫn cách làm món giá hẹ xào huyết lợn đơn giản, hấp dẫn. Chuẩn bị huyết heo, giá đỗ, bò lá hẹ nhỏ, đậu hũ và gia vị yêu thích. Chế biến: lá hẹ rửa sạch thái khúc vừa ăn, giá làm sạch để ráo nước, huyết heo và đậu hũ thái miếng vuông vừa ăn. Cho chảo lên bếp phi hành thơm lên, cho giá đỗ và hẹ xào đồng thời. Đến lúc chín tới thì bỏ huyết heo, đậu hũ trắng vào, trộn nhanh tay và nêm nếm gia vị yêu thích. Lưu ý, giá đỗ và lá hẹ chín nhanh, vì thế nên thao tác nhanh nếu không muốn nó quá nhuyễn. 5. Lá hẹ xào gan dê. Nguyên liệu: lá hẹ tươi 100g, gan dê 120g và gia vị các loại. Chế biến: lá hẹ rửa sạch để ráo nước, sau đó cắt khúc dài 1,5cm. Gan dê rửa sạch thái miếng mỏng vừa ăn, sau đó ướp cùng mắm, muối, dầu ăn và một chút rượu. Bắc chảo lên để nóng rồi cho dầu ăn vào, sau đó cho gan dê vào chảo xào gần chín thì cho hẹ vào, xào lửa to, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp, múc ra đĩa và dùng với cơm nóng. 6. Rau hẹ xào tôm nõn tươi. Nguyên liệu: lá hẹ tươi 200g, tôm nõn tươi 200g và một số gia vị. Chế biến: lá hẹ rửa sạch để ráo, sau đó cắt khúc vừa ăn. Tôm nõn rửa sạch, chẻ dọc làm đôi, sau đó ướp cùng mắm, muối, dầu ăn. Bắc chảo lên để cho nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó cho tôm nõn vào chảo, xào cho thịt tôm săn lại thì cho hẹ vào xào lửa to thêm vài phút. Nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp, múc ra đĩa và dùng với cơm nóng. 7. Lá hẹ xào lươn. Nguyên liệu: lá hẹ tươi 250g, thịt lươn 200g và một số gia vị. Chế biến: lá hẹ rửa sạch để ráo, sau đó cắt khúc vừa ăn. Lươn làm sạch, tách bỏ thịt và da, xương, sau đó rửa sạch rồi ướp cùng mắm, muối, hạt tiêu và dầu ăn. Bắc chảo lên để nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó cho thịt lươn vào chảo xào lửa to cho săn. Rồi tiếp tục cho lá hẹ vào đảo thêm vài phút, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp, múc ra bát ăn cùng với cơm nóng. 8. Lá hẹ hấp đường phèn. Cách chế biến cũng khá đơn giản, bạn chuẩn bị như sau. Nguyên liệu chuẩn bị: lá hẹ và một ít đường phèn. Chế biến: lá hẹ rửa sạch, thái nhỏ ra từng khúc ngắn, bỏ chung đường phèn và lá hẹ vào trong một cái bát, hấp cách thủy trong nồi nước sôi hoặc nồi cơm để cho lá hẹ mềm nhũn, đường tan hết, lọc lấy nước để sử dụng. Nhiều người hỏi lá hẹ hấp đường phèn có tác dụng gì? Lá hẹ hấp đường phèn rất tốt cho người bị ho, đặc biệt là trẻ em sơ sinh. Mỗi ngày 2-3 lần và mỗi lần nên uống 2-3 thìa cà phê sẽ rất hiệu quả. Lá hẹ kỵ với gì? Tuy chưa có nhiều kết quả chắc chắn nhưng một số người truyền miệng rằng lá hẹ có kỵ với một số thực phẩm, ví dụ như thịt trâu, thịt bò, mật ong, vì nó dễ sản sinh ra các chất không tốt cho sức khỏe, đồng thời gây khó tiêu hóa và đau bụng. Ăn hẹ nhiều có tốt không? Hẹ có tính chất giống hành lá, hành tây, vì ăn quá nhiều thì có thể gây kích ứng dạ dày, đầy bụng. Ngoài ra, những người bị dị ứng với các món ăn có tính chất nồng như hành thì cũng nên lưu ý khi ăn hẹ. Tốt nhất là nên ăn uống hợp lý. Tóm lại, hẹ là một loại cây rau quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, có thể chế biến thành các món xào, món canh. Hẹ còn là một vị thuốc trong đông y, có tác dụng điều trị rất nhiều chứng bệnh, bồi bổ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Khi có ý định dùng hẹ để điều trị bệnh, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ, không nên tùy tiện áp dụng điều trị. Chúc quý vị khỏe mạnh với những bài thuốc từ hẹ.